Đấy, bắt đầu rồi đấy. Em vào xem đã được chưa? Nào, vào đi. Suốt ngày anh toàn làm hỏng máy của em thôi. Có ai vào chưa nhỉ? Sao lại có một cái đầu của em này? Đây, là anh đây nữa. Em quay mặt là... Đâu? Sao anh để... ấy này. Từ gần này, để xa một tí nữa. Sao cũng thế. Ừ, để thò một cái đầu của em này. Rồi, rồi, lên rồi, Sensei ơi, Quyết Tiến này. Nhìn thấy Quyết đã thấy Tiến rồi. Nữa đi. Được rồi. Nữa. Cho em lên hình với. Ok. Xong rồi đấy. Konbanwa. Chào Thảo, chào Mai Hương. Minasan, konbanwa. Mạng đều thế, Sensei. Mạng xịn rồi đấy. Nguyễn Phi Hùng này, chào hai sensei nhé. Không nhìn thấy wifi hai dâu thế này. Wifi hai dâu. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay ở bên Nhật có mưa không? Ở nhà mưa quá trời mà cũng lạnh, xuống hết cả người. Thì không biết về kiểu gì đây này. Lên hết rồi. Đêm nay ai đưa mọi em vào chưa? Để mình xem nào. Thúy Nguyên, em chào cô thầy thân yêu của chúng em. Trời ơi. Kinh gì mà nick nó kinh thế. Gọi cô thầy thân yêu. Xin xin công bao hoa, ok. Kê cô Phạm, công bao hoa, xóa hết rồi này. Ở Nhật trời đẹp ấy hả? Sao ở Việt Nam trời lại mưa? Mở bé. Nhật không mưa, mai mới mưa xin xê. Giữa thời tiết là tỏi ơi. Hôm nay có N2 không? Em nhìn cái tiêu đề ở trên không? Đã ghi là gì nhỉ? Hôm nay là N4 rồi. Bên em 1 độ, bên em là bên nào đây? Không, máy mình chắc không nhập. Mạng quá. Đây mình có 3G mà. Bên này lạnh sun vói. Trung sáng. Vói gì? Vói vói à? Vói vói. Thủ dương như này. Rồi. Em nói chuyện mọi người đi. Để đây, anh đang xem đây để anh nói chuyện. Thủy Dương này. Chào cô Thanh xinh đẹp dễ thương. Hokkaido xinh đẹp. Hokkaido nói chuyện làm gì? Hokkaido thì phải lạnh rồi đúng không nào? Chào Mạnh Tuấn. Ở Hokkaido hay ở Nhật mà không lạnh thì hơi phí đúng không? Bên này lạnh quá. Ừ, Mạnh Tuấn này. Võ Khánh Võ Duy này. Tình này. Ok. Vâng ạ. Ừ. Mọi người có vẻ vẫn rất là nhiệt tình tham gia các bài học của mình với các thầy Dũng đúng không? Đúng. Hôm nay là tuần thứ 3 tiến hành các bài giảng livestream này rồi. Thì không biết là mọi người có cảm tưởng như thế nào nhỉ? Thấy nó có hiệu quả gì hơn không? Về mặt kiến thức hay là về mặt tâm lý, cảm xúc, tình cảm, tâm tư? Hai xem xem thịt bò cô Bê không em ship về cho. Cô Bê à? Có, mới không có xe ăn. Sắp nữa mình sang Kobe đấy. Ừ. Nhớ dẫn đi chơi Kobe, chẳng biết có chỗ nào đẹp. Cuối tháng này thì mình sẽ sang Kobe 2 ngày ở một khách sạn rất là đẹp bên vịnh. Ừ. Nhìn thầy cô là có động lực học. Benkyo shitatte shouganai. Ồ, benkyo shitatte shouganai. Cái mẫu này như mình dạy một lần trong bài live stream nào đúng không? Nhìn thầy cô là có động lực học. Đúng rồi. Thầy nhìn em ở Kobe. Rất là hy vọng là những cái bài livestream như này, mặc dù nó không giảng được nhiều kiến thức, nhưng mà hy vọng nó sẽ giúp các bạn có một chút gì đấy động lực để học, đúng không nào? Ai gọi em kìa? Đâu? Cô ấy đọc comment của em đi. Đâu, cô ấy đọc comment tên gì? Em gọi gì? Dương ấy. Em đang vừa mới ao ra. Dương gì đây này? Đây, có công viên à? Công viên chỗ nào nhỉ? Ở Cô Bê đẹp không mọi người? Mình thì mới đến Cô Bê một lần mà mới chỉ đi qua ga Cô Bê thôi, chưa đi nhiều. Có anh Nguyễn Văn Dũng nào đấy? Cũng chung tên với mình. Chào bạn, chào em. Chào anh Dũng. Chị Nhi Đại. Máy của anh quá chậm. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học nhiều hơn mọi khi một chút. Hôm nay mình đã chuẩn bị 3 bài đọc hiểu của N4. Và thêm đó thì mình cũng có làm thêm một cái đề ngữ pháp của N4 nữa. Thì các bạn ở tất cả mọi N thì hôm nay hãy thử vào xem và làm cùng bọn mình nhá. Và mọi người thích làm đọc hiểu trước hay là ngữ pháp trước nhỉ? Hôm nay mình làm cái gì trước ấy? Chúng ta sẽ đọc hiểu trước đi, đọc
Chúng ta sẽ làm 3 bài đọc hiểu trước, sau đó thì mình sẽ cùng nhau học về phần ngữ pháp và cùng nhau làm bài tập nhé. Sau gần hơn 300 người, bây giờ mình chỉ có 100 like nào. Đã bảo rồi, đi học này không có tiền thì gì đây? Thì comment, bấm like, bấm tim để thay tiền là được, tiền học phí. Còn và chỉ được bấm like, bấm tim vào lúc này thôi, khi mà đang nói chuyện nhảm. Sau đó thì chúng ta sẽ bước vào bài học luôn nhé. Anh mở bé, anh cứ mở to thế. Được chưa? Hôm nay bài đọc của chúng ta sẽ hơi dài hơn một chút, bởi vì là chúng ta đã đi được tận 3 buổi, hôm nay buổi thứ 3 rồi mà, thế nên là không thể ở mãi những cái bài văn ngắn nào, đúng không nhỉ? Ừ. Thế thì mình sẽ nhìn vào cái bài đầu tiên luôn nha mọi người, chúng ta bắt đầu luôn nhá. Mọi người nhìn rõ không? Ừ. Đầu tiên nhìn câu hỏi đầu tiên này. Emi-san to watashi no kanke wa nan desu ka? Được chưa? Còn cái từ tôi và mie là gì? Cái từ kanke học trong N4 này. Có là N4 học đâu ạ. Cái từ kanke các bạn nào mà chưa biết chúng ta nhớ nhé. Cái từ kanke nghĩa là mối quan hệ giữa Emi và tôi là gì? Đúng rồi. Số 1 kaisha no keku desu là gì nhỉ? Là khách trong công ty. Số 2 mae no kaisha no tomodachi desu là 3番. Số 3 ima no kaisha no tomodachi. Ừ. Số 4 đại học của tomodachi desu. Đúng rồi. Nha. Hai. Chúng ta sẽ đọc. Các bạn nhớ nhé, để tìm xem là trong bài này mối quan hệ của gì đấy nhỉ? Của cái này là gì? Thế bây giờ nhìn qua bài. Bài của chúng ta khá là dài đúng không? Nửa chương này. Rồi. Nhìn nhá. Câu này nó củ chuối, nhìn ngay câu đầu tiên đã chọn được đáp án luôn rồi đúng không nhỉ? Mối quan hệ giữa tôi và bạn Emi sang là gì? Nhìn câu đầu tiên luôn kìa. Không cần đọc hết cả bài nhá. Watanabe Emi san という tomodachi ga imasu. À chỗ này vẫn chưa ra được đúng không? Chưa ra được. Có người bạn nên trừ đi được mấy cái thì trừ được khách không phải là khách. Bỏ đáp án 1. Bỏ đáp án 1 đúng không nhỉ? Rồi. Mọi người thì đọc qua đi xem là gì nhỉ? Xem là đáp án mấy? Mối quan hệ gì đây nhỉ? Đã chọn đáp án 4 thì kìa. Mày hư. Đáp án 4 rồi kìa, nhanh lên. Không đúng đâu. Anh Nguyễn cũng muốn này cả. Sao lại nhanh thế? Làm gì có chữ đai gác cự nào đâu. Đâu đai gác cự đâu mà. Nhìn này câu tiếp theo nhá. 10年 kurai mai ni desu ne, kaisha de atta tomodachi desu. Người bạn tôi đã gặp ở công ty 10 năm trước. 10 năm trước. 10 năm trước. Thế thì đáp án của chúng ta sẽ là anh toán bấm linh tình. Đây. Suy ra đáp án của mình sẽ đáp án số mấy nhỉ? Nhào cái máy tính gở dở hơi này, chả bao giờ số 2. Lên được đáp án. Bạn 10 năm trước còn gì nữa? Rồi. Đúng rồi. Bạn ở công ty của tôi 10 năm trước đúng không? Tí nữa khi mà chúng ta đọc đến câu cuối thì sẽ thấy là công ty này bây giờ. Không phải công ty bây giờ mà là gì đây nhỉ? Công ty ngày xưa. Ok, bạn nào chọn đáp án 2 đúng luôn rồi đấy. Đúng không? Đứa nào bảo cái từ cam kê có giống từ ecchi không ạ? Quan hệ à? Không có, không giống. Xong mình này yếu này, khỏe nào. Đông lại. Năng động lên nào. Hay đọc tiếp đi. Để hai mẹ con vất vả. Nào tiếp sang câu số mình sẽ đọc qua bài này một chút để các bạn cùng nhau nhìn xem thông tin như nào nhá. Đến kia tomodachi đúng không ạ? Kanojo wa itsumo akarukute jiyū desu. Buchō ni ano reporto dashinasai to iwaretemo Emi-san wa sugu dashimasen. Kaze o hiku to sugu ni shigoto o yasumimasu. Warui shain mitai desu ne. 会社でエミさんを見ていると、びっくりすることがよくあります。夏の暑い日、社長はちょっと臭かった時、臭いですよ、と言ってしまったことがあります。その時、あ、にちぇんもんはよくごいやん。その時、私も他の人も社長もみんなびっくりして何も言えませんでした。それでも、 会社の人もお客さんもみんなエミさんが大好きです. Tiếp nửa sau nhé. Chắc là. À, đây là nửa chưa đúng không? Thì đến đây người ta có hỏi
một câu của mình liên quan phần gạch chân đấy. Itteshimatta takoto ga arimasu, đã có lần nói cái câu rằng là ông trưởng phòng ông ý thối thế, đúng không nào? Thế thì à, em dịch luôn rồi. Thì em xin lỗi, em nhầm, em có dịch luôn. Mà anh toàn bấm sai ấy. Đây. Chú ý à. Câu hỏi của chúng ta là gì nhỉ? Dare ga dare ni itteshimatta takoto ga arimasu ka? Ai là người nói cái gì đó với ai? Thì bây giờ chúng ta nhìn xem là ai là người nói với ai nhỉ? Ta số mấy? Mie sẵn nói với tôi. Tôi nói với Mie. Mie nói với giám đốc. Và giám đốc nói với Mie. Mie cái gì? Amy. Amy à? Amy. Đúng chất phát rồi. Chọn đi. Đang số mấy? Đang số mấy nào? Một người đang số 3. Hai người, một người đang số 2. Trời ơi, ai đáp án số mấy? Ai đáp án số 2 á? Watashi là Amy Sami. Rõ ràng cái câu ấy bảo là khi mà gì đấy, khi mà mùa hè mà ông trưởng phòng quay thối thối, thế là Amy cũng bảo là cứ sai desu yo, thối thế. Cơ mà. Nó chữ Amy nên là mọi người chẳng biết được. Ừ. Thế thì mọi người sẽ chọn đáp án đi, xong rồi chúng ta sẽ quay trở lại để phân tích cái câu đấy nhá. Số 3, 4 à. Đáp án 2 hết này. Biên David đáp án 5 rồi nào. Cưng tóc xoăn đáp án 3 này. Mà nhiều hết này. Chuột con 2, 2 này, Mi 2 này, Phương 2 này, xoăn tóc xoăn 2 này. 2 2 2 3 3 3 3 3. Ok. Rồi bây chúng ta sẽ nhìn lại câu đấy để xem đáp án là đáp án số mấy nhá. Đáp án của chúng ta là đáp án số 3. Người nói là Amy và nói với ai? Nói với Sacho, nói với giám đốc. Thế bây giờ nhìn này. Câu đi đâu rồi? Gạch chân được chưa? Rồi. Từ chỗ nha. Natsu no atsui hi ですね. À, vào ngày gì nhỉ? Vào ngày trời nóng mùa hè thì Sacho ga chutto kusakatta toki, khi ông giám đốc hơi thối thối một chút. Thế là đã có lần gì nhỉ? Cô ấy nói mà. Cô ấy nói rằng chỗ này giấu cái chủ ngữ đi, nhưng mà chúng ta nhìn thấy cả một bài này vẫn đang gì nhỉ? Vẫn đang nói về từ cái chỗ này, từ chỗ Amy sang vẫn đang chủ ngữ nói về gì nhỉ? Amy vẫn đang nói về cái câu chuyện vâng đây này. Ừ. Amy này. Amy làm sao? Amy không thể kia này hay là bị cảm là nghỉ này. Nghỉ này. Nghỉ này. Giống như là một nhân viên xấu nhỉ. Ừ đúng rồi. Công ty thì khi mà nhìn thấy Amy thì còn rất nhiều điều khiến chúng tôi giật mình. Đúng rồi. Thế nên chỗ này sẽ vẫn là chủ ngữ là Amy sang này. Chỉ ra cái người nói, người trêu giám đốc là ông thối thế chính là Amy sang, được chưa? Amy nói với giám đốc. Xin nhở. Khi đó thì tôi này cũng như người khác thì hay là kể cả giám đốc thì cũng giật thích cho mình. Đúng không? Mọi người giật mình đúng không? Chẳng ai nói được gì cả. Nam như một yema sen desta. Đấy. Đúng không? Mo kai sha no hito mo. Nhưng mà dẫu vậy đúng nào? Dẫu vậy. Người trong giám đốc hay là khách hàng. Hay khách hàng mọi người đều rất là thích gì? Amy. Được chưa? Đó, chỗ này chúng ta được nửa đầu rồi đúng nào? Thế còn một đoạn sau thì chúng nó sẽ liên quan đến câu hỏi đằng sau của chúng ta nhá. Okay. Mình sẽ anh mở câu hỏi đi, xong rồi mình sẽ quay trở lại đọc tiếp. Được chưa? Mọi người đúng hai câu đúng không? Có ai đúng được hai hết? Có ai đúng được hết hai câu? Trời, níu hết cả người. Watashi wa doushite Amy san ga suki desu ka? Tại sao tôi lại thích Amy? Bởi vì Amy xinh đẹp. Câu 1. Bởi vì mọi người đều thích Amy. Câu số 2. Bởi vì gì nhỉ? Đọc là em dịch luôn. Amy san ga watashi no koto wo suki ninatta kara. Hai. Sama, Amy san wa watashi wo bikkuri saseru tame ni omoshiroi koto wo iu kara. Nhưng mà Amy san wa jibun no koto mo minna no koto mo taisetsu ni suru kara desu. Taisetsu ni suru là gì con? Đâu? Taisetsu ni suru là coi trọng, là trân trọng nhá. Coi trọng. Trân trọng, đúng không? Chân, chân thật nhẹ chân ạ. Thôi, chân trân trọng. Chân ạ. Chân ạ. Ok. Rồi, thế mọi người nhìn bốn đáp án rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái đoạn còn lại kia để tìm đáp án nhá. Tại sao tôi lại rất là thích Amy sang này? Sore wa? Sore wa dou shite deshou ka? Câu trước của chúng ta thì nhờ thế nhưng tất cả mọi người đều rất là thích Amy nhá. Vậy thì đó là vì sao này? Tôi đọc tiếp này. Sore wa tabun Mie-san ga jibun ni tottemo shoujiki de jibun no tottemo taisetsu ni shiteru kara da to omoimasu. Đọc qua một lượt này.
自分に正直な美恵さんは他の人にも嘘を言いません。自分を大切にする美恵さんは他の人も大切にします。だからみんなが美恵さんを好きなんだと思います。私もその一人です。私は今会社を辞めて 他の会社で働いているので今は仕事でびっくりすることはあんまりありません。つまらないですね。Rồi thì mọi người trả lời mấy nhỉ? Võ Ngọc 4 này, Quỳnh Quả Quýt 4 này, Tuấn 4 này, anh Nguyễn 3 này. À, không biết là mọi người chọn đúng nhỉ? Đáp án 3, 4 là gì đấy anh? Đáp án chúng ta đoán số mấy đây? À, mọi người chọn đáp án mấy đây nhỉ? Đáp án 4 hết à? Ờ, thấy dài dài chọn đáp án 4 đúng không? Đấy. Rồi, đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 4, đúng rồi nhá. Emi sao á, jibun no koto mo minna no koto mo taisetsu ni suru kara desu. Vì gì nhỉ? Vì Emi rất là trân trọng cả những điều của bản thân mình cũng như là những điều của người khác, của tất cả mọi người, đúng chưa? Thế thì cái câu đáp án này nó sẽ nằm ở đâu trong bài? Bây giờ mọi người sẽ quay trở lại bài để nghe mình dịch nhá. Cái phần này có vẻ là hơi khó một chút đúng không nhỉ? Khó không? Khó lắm, mọi người làm đúng. Chả khó gì. Tại vì mọi người hay chọn đáp án 3 này. À, em dịch cho. À, thế thì tại sao lại như vậy đúng không nhỉ? Tại sao nối của câu trước là gì nhỉ? Tại sao mọi người hay là tất cả mọi người đều rất là thích Amy? Đó có lẽ là bởi vì それは多分だと思います. Anh... lại đứng lên đúng không? Đi ạ. Cái điều đó tôi nghĩ có lẽ là bởi vì Sodeva Tavern đã tổ mời mask. Có lẽ là bởi vì gì đấy? Vì Emi, gì nhỉ? Vì Emi lúc nào cũng gì nhỉ? Rất là Sojiki. Sojiki là gì nhỉ anh nhỉ? Sojiki tức là thành thật gì? Trung thực đúng nào? Chân thành. Rất là chân thành, thành thật đúng nhỉ? Lúc nào cũng rất là chân thành, chân thật với chính bản thân của cô ấy. Jibun ni totemo Sojiki de. Tiếp theo này. Và gì đấy? Và cô ấy rất là gì nhỉ? Trân trọng cái gì nhỉ? Trân trọng chính bản thân của mình. Trước tiên là cô ấy trân trọng chính bản thân của mình đã nhá. Jibun wo totemo taisetsu ni suru. Ok. Tiếp theo này. Jibun ni shoujiki na Emi san wa hoka no hito ni mo uso wo imasen. Và gì đấy? Và một Emi mà luôn luôn thành thật với chính mình thì sẽ cũng sẽ không nói dối. Uso wo imasen. Anh nhìn chữ uso kìa, cái chân chữ uso. Cũng sẽ không nói dối những người khác nữa, được chưa? Tiếp theo này. 自分を大切するエミさんは他の人も大切にします. Và một người mà luôn trân trọng chính bản thân mình thì cũng sẽ trân trọng người khác, Emi đúng không? Chính vì vậy mà mọi người rất là thích Emi và tôi cũng là một trong số đó. Được chưa? Thế tức là từ trên xuống dưới người ta diễn giải lý do vì sao cái tác giả thích. Thích là bởi vì gì đấy? Vì trân cái Emi thì và trân trọng người khác. Đúng rồi. Được chưa? Ok. Chúc mừng bạn nào mà làm đúng cả ba câu nhá. Có ai làm đúng cả ba câu không nào? Ừ, rồi, rất là tốt. Đấy. Thực ra vẫn có nhiều người sai nhá. Mình sẽ không phê bình các bạn sai mà mình chỉ khen các bạn đúng thôi. Còn các bạn làm sai thì hãy tự ăn năn hối lỗi đi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang bài tiếp theo. Lần này cố phục thù nhá. Đấy. Bài tiếp theo của chúng ta là một chủ đề rất là hay, nói về du lịch Tochigi. Đi Tochigi kèn, có bạn nào ở Tochigi không? Ở đây có bạn nào ở Tochigi không? Rồi. Anh làm đi. Anh trước à? Thế thì em dạy nhá. Thôi, bây giờ ấy xong rồi. Dạy đã xong rồi đến từ đấy thì mới cho xem ảnh chứ. Ừ, có mấy từ đấy. Ừ, rồi. Câu số 1 trong bài số 2 này. それ to wa donna koto desu ka? Cái phần gạch chân này là cái điều gì? Anh dạy câu này đi. Em dạy đi ạ. Câu số 1 này. Nasu onsen ka Kinugawa onsen ka dochira ka hitotsu ni tomaru koto. Số 2. Ichinichi de Nasu onsen to Kinugawa onsen no ryohou ni haeru koto. Câu số 3. Onsen ga suki na hito ni 1つの温泉を選ばせること.
số 4 onsen ga suki na hito ni onsen igai no tanoshii basho o oshieru koto. Được chưa? Mọi người nắm chắc được câu hỏi chưa nhỉ? Một cái là chọn một trong hai cái onsen, một cái là gì nhỉ? Trong một ngày mà chọn được cả hai onsen. Một cái là gì nhỉ? À, để cho những người gì nhỉ? Thích onsen thì hãy chọn một trong hai cái, một cái. Và câu số 4 là gì nhỉ? Hãy chỉ cho những người gì là người thích onsen một cái nơi mà có thể gì nhỉ? Vui vẻ khác ngoài onsen. Suối nước nóng nhá, onsen suối nước nóng. Có hai cái onsen đúng không? Trong bài này người ta sẽ nhắc đến hai onsen nằm ở tỉnh Tochigi. Thứ nhất đó là onsen này. Ở đây có bạn nào thích đi tắm lộ thiên không? Cởi hết quần áo ra xong rồi đi tắm. Đấy. Xong rồi vừa tắm vừa ngắm mấy cô tiên ở trên núi. Đi tắm tiên đấy mọi người. Thích đúng không nào? Có video gì không nhá? Ừ. Thôi, anh nghĩ là gì? Tiếp. Và một cái onsen nữa, onsen gì nhỉ? Cái gì kawaii nhỉ? Đấy. Kinugawa. Ừ, Kinugawa. Đó bạn đây là hai địa danh, nói về hai địa danh tắm tiên đấy, chị nhỉ? Ô này tắm tiên này. Ô này con trai được gái. Mọi người thích đi tắm tiên không? Đi tắm tiên xong rồi kiểu cởi hết quần áo xong rồi hòa mình với thiên nhiên đất trời. Rất là sướng. Rồi tiếp. Rồi. Đấy, và một cái địa danh nữa đó là về nói về cái hồ, một địa danh rất là nổi tiếng của Tochigi đó là gì nhỉ? À, Chuzenji ở Tochigi, hình ảnh rất là đẹp. Cái hình ảnh này có lẽ chụp vào dịp và chúng ta ngắm hoa, à ngắm gì nhỉ? Ngắm cái gì đây? Lá đỏ đúng không nào? Chắc là các bạn cũng đã quen nhiều hình ảnh này rồi đúng không? Đây là một địa danh nổi tiếng Nhật, đây là cái hồ gì nhỉ? Hồ Chuzenji nhá, ở Tochigi. Bạn nào mà có cơ hội đến Tochigi thì nhớ đi ngắm cái này. Nhìn trên cao đẹp đấy thôi nhưng mà đến đấy chỉ đứng ở đây thôi, còn lâu mới nhìn thấy nó đẹp được. Anh bây giờ mình đang PR cho khách du lịch thì mình phải PR cho nó đẹp chứ, đúng không nào? Thật thì nó dối làm gì? Ô, sao mọi người chọn đáp án luôn rồi? Hey, in the sky. Mọi người chọn đáp án 3, 4 luôn rồi này. Điểm đáp án 3 nó làm đâu. Sai hết rồi, đáp án 3, 4 thì làm gì đúng, còn chưa gì chọn sai. Rồi, tiếp nhá. Quay trở lại bài nhá. Lần trước rồi mà. Mọi người nhớ cái từ soreto á, gì nhỉ? Sore kia, sore kia. Nhìn thấy sore chưa? Cái đó là cái gì? Thế nhá, chúng ta. Thế thì mình nhắc một lần này, khi mà các bạn làm những bài đọc hiểu ở N nào cũng thế thôi, nếu như người ta gạch chân ở những cái câu mà sore á, cái đó là cái gì, thì bao giờ chúng ta sẽ cũng phải tìm đáp án nó nằm ở trước cái câu đấy, ngay trước cái câu đấy. Ví dụ giống như thế này, iPhone X là một sản phẩm mới ra của Apple đúng không nhỉ? Và mọi người rất là thích cái đó, thì bao giờ cái đó cũng sẽ là cái iPhone X, là cái được nhắc ở đằng trước. Chính vì vậy khi mà làm những cái bài tập như này, cặp mà chữ sore chúng ta phải tìm đáp án ở đằng trước nhá. Đừng có chạy đằng sau mà cũng đừng có chạy lên tận trên đầu, được chưa nhỉ? Đằng trước đằng sau sao? Thì em cứ chém thế. Nhưng mà thường cần 80% vậy như vậy. Hay, dịch nào. Hay, khi tôi muốn đi du lịch, khi muốn đi du lịch Tochigi kèn đúng không? Thì chúng ta có thể vui vẻ bằng cách đi đâu và làm cái gì bây giờ, đúng không? Trước tiên là chúng ta hãy đi đến Osen, được đấy. Ở Tochigi, được đấy. Ở tỉnh Tochigi thì có arimasu. Nghĩ này, đây là sao có đấy. Có Osen rất là nổi tiếng từ ngày xưa, có tên là Kinugawa và Suna, được chưa? Suna Osen. Vậy mình vừa giới thiệu rồi đúng không? Hết rồi. Tiếp theo, những người nào mà thích onsen á thì cái gì đây? Ichinichi de ryōhon onsen ni ikitai kamoshiremasen. Trong vòng một ngày thì muốn đi, có lẽ là họ sẽ muốn đi cả hai cái onsen này. Đêm một thôi rồi, nhưng mà bởi vì xa nên là tôi nghĩ rằng điều này rất là khó. Tức là gì nhỉ? Đi cùng một lúc hai cái onsen thì tôi nghĩ rất là khó. Hết. Được chưa? Đó chính là cả một sự và số đi thông qua đi mà so. Chúng ta hãy nghỉ ở một trong hai cái onsen này. Đó chỉ là nhé. Và số đi thông qua đi mà so. Thế là chúng ta đang số 2 mà. Đây này. Các bạn sẽ đoán số 2 này. Người đó vừa nãy tờ 3-4 nhiều mà. Em chả biết 3-4 đấy từ bao giờ. Hình như là Nga Nguyễn Quỳnh số 2 này. Các bạn đều chọn đoán số 2. Ok. Thì đấy. Sao onsen tôi kìm vào onsen không?
tiêu hôn ý, hai Nguyễn Dương 2, Như Như 2, này, Tuấn 2, này, Trà 2, Đán 2, Thảo 2, vân vân. Tất cả mọi người đằng trước đấy đều chọn đáp án 2 rồi đấy. Đáp án 2 đúng rồi đúng không anh? Đúng không? Vỗ tay. Yeah. Lại có đứa kêu mở không nhìn được. Rõ thế này mà kêu mở. Đấm cho phát đi giờ. Mở thật sao? Mở à? Rồi, vậy bước sang câu số 2 trong bài này nhá. Số 2. Hôm nay bạn nào mà xem đến cuối sẽ có rất phần rất là hay ho. Đó là, thầy, đến đây thôi. Đó là thầy Dũng sẽ cởi áo hát. Số 2 đọc đi này. Câu số 2. Do shite chūsen jiko ga jiko ga ii to itte imasu ka? Tại sao lại bảo rằng cái hồ Chūsenji này rất là tốt, rất là thích, rất là hay? Câu số 1 này, okina kune ni noru koto ga dekiru kara desu. Đi ba. Ừ. Aki wa ki chứ sợ cô. À, ki. Ki no ha no iro ga kirei ni naru kara desu. Câu số 3, mizumi no mizu ga kirei de fune kara sakana ga mieru kara desu. Và câu số 4, mizumi no mizu ga aka ya kiro ni kawatte kirei da kara desu. Oh. Nào, nhìn kỹ câu hỏi nhé, xong rồi chúng ta chỉ tìm đáp án nhé. Trong bài sao nó lại đẹp? Ừ. Chúng ta đã nhìn cái hình ảnh rồi thì biết rồi đúng không? Ừ. Ai? Không có khi không cần đọc bài cũng hiểu rồi. Tsugi ni itokoro wa aki no chūsenjiko de desu. Đúng không? Kesuki ga totemo kirei desu. Oh! Có thể xem được cảnh như thế nhá, cảnh của những cây lá đỏ đẹp tuyệt vời, được chưa? Fune de mizumi no ue o susumu to kesuki ga yoku miete totemo kimochi ga ii desu. Cái câu này có fune nhưng mà không phải, tức là câu này gì nhỉ? Khi mà chúng ta chèo thuyền. Đi bằng thuyền lên phía trên, đằng bên trên của gì nhỉ? Mizumi no ue, ue tức là ở bên trên này. Đằng lên thượng à? Thượng à? Ừ. Khi mà chúng ta tiến con thuyền của chúng ta lên thượng nguồn á, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ cảnh hơn. Nên là khi đó thì khi mà nhìn thấy cảnh đấy thì tâm trạng chúng ta sẽ thế nào? Tâm trạng của chúng ta cảm thấy rất thoải mái. Thoải mái. Ừ. Được chưa? Thế là đây là có nghĩa là gì? Phong cảnh đẹp đúng không ạ? À? Nó chỉ ám chỉ cái phong cảnh đẹp thôi, vì gì phong cảnh đẹp nó làm xong ấy. Phong cảnh đẹp làm xong ấy. Số 2. Hả? Số 2. Akiwa Kinoha no iro. Anh phải đọc cái chỗ mà lá cây nhé. Có thì còn gì nữa. Anh đọc rồi đấy. Ừ. Thế đáp án số mấy? Mọi người chọn đáp án 2 này, gà quay mật ong chuột con an nhiên bình hụ yên hoàn huyền mập. Đấy là đáp án số 2, còn Trần Hà Giang và Nguyễn Đăng là đáp án số 1 này. Nó nằm ở trong bài, quan trọng là chúng ta đọc ra cái đến đấy thôi nhỉ? Đúng nào? Câu 3 là có Sakana này cũng vậy. Ừ. Còn cái câu 4 này là Mizumi no Mizu này không phải này. Nước hồ nó chuyển sang màu là không có đúng đúng không? Ok. Hay. Fune ni ru koto ga dekiru. Thế là Okina fune nan jiko Okina fune. Đúng rồi. Hai. Hết. Được chưa? Rồi. Tiếp theo chúng ta bước sang câu tiếp theo, bài này có 4 câu nhá. Nói tiếp về Skyberry. Skyberry. Hai. Skyberry wa donna ichigo desu ka? Cái Skyberry này là loại dâu tây nào? Dâu tây như thế nào đúng nhỉ? Không, anh cứ đi. Ok. Nó to này, ô kích tê kê kê nít kê wale tê lưu ichigo. Là dâu tây được sử dụng trong bán làm bánh, nó rất to. Chí sắc tê kê kê nít kê wale tê lưu ichigo. Nì gác tê giang nít kê wale tê lưu ichigo. Hai. Tám mắc tê giang nít kê wale tê lưu ichigo. Nè. Hai. Quay về bài. Đây rồi. Ờ, đây rồi. Sao lại có cái này nhỉ? Okay. Rồi, chúng ta phải nhìn vào cái khu mà Skyberry nha. Oishi tabemono mo iroiro arimasu. Tokuni ichigo ga oishi desu.
Tochio Tome wa skoshi chiisai ichigo desu. Sono ato Skyberry という大きなイチゴ、大きなイチゴが、作られました。スカイベリーはケーキに使われています。Rồi, thế thì cái gì nhỉ? Cái Skyberry sẽ là một loại gì nhỉ? Ichigo mà nó làm sao đây? Mà nó rất là to và được dùng trong làm bánh. Thì đáp án của mình sẽ là số mấy nhỉ? Anh, đáp án số mấy? Đáp án số 1. Đúng rồi, đáp án số số gì đây? Số 1. Okikute keiki ni tsukawarete iru ichigo. Hết. Đúng chưa? Vẫn còn một câu. Bài này vẫn còn một câu nữa. Nhưng mà hình như còn một bài nữa mà anh. Đây, cảm ơn con số. Anh đọc đi ạ. Anh đọc đi. Nào, con số câu cuối cùng nhá. Kono bunshou wa donna koto nitsuite kaite arimasu ka? Cái bài văn này là bài văn viết về cái gì? Câu số 1. Tochigi ken ni sundeiru hito ga suki na basho ya suki na kudamono no shurui. Câu này đáp án đúng không mọi người? Cho nó đáp án luôn nhá. Đúng chưa? Cái bài này có phải là cái bài mà nói về những cái nơi mà người sống ở Tochigi thích hay là những cái loại thực phẩm, loại đồ ăn mà họ thích không? Không đúng. Không đúng, đúng nào. Câu số 2. Tochigi Tochigi ken ni atarashiku dekita onsen ya mukashi no yumei na tamemono. Lại còn mukashi na mukashi no yumei na tamemono là không phải đúng nào. Mà nó chỉ đang giới thiệu về gì nhỉ? Hai cái onsen của Nhật Bản, đến đấy thì đi chơi đâu, có hồ gì đúng nào? Thay đồ ăn làm sao? Câu số 3 này. Tochigi ken de yokon ni iku to tanoshi basho ya oishii tamemono. Đúng chưa? Đúng rồi phải không nào? Gì nhỉ? Nói rằng gì nhỉ? Những cái gì nhỉ? Những cái nơi vui hay là những cái gì nhỉ? Những cái im. Những cái đồ ăn mà gì nhỉ? Những cái đồ ăn mà ngon khi mà chúng ta đi du lịch ở Tochigi. Đấy chứ nhỉ? Đáp án sẽ là đáp án số 3. Còn câu số cuối cùng này, Tochigi ken de asondari oishii mono o tabetari suru tokoro. Tokoro, xin chứ này, mình mọi người sửa lại thì mình chữ tokoro nhá. Là gì nhỉ? Những nơi mà gì nhỉ? Chúng ta có thể ăn đồ ăn ngon hay là chơi ở Tochigi. Nhưng mà cái người ta muốn nói đến hơn đó là từ yoko. Đấy chứ nhỉ? Hito đúng rồi mà. Hito đúng à? Ừ. Người mà, người thì đáp án mới sai. Đấy chứ nhỉ? Tóm lại suy cho cùng thì đáp án của chúng ta sẽ đáp án số 3 nhá. Rồi, vậy thì hai bài vừa rồi mọi người làm đúng hết không nhỉ? Đúng hết không? Hay, và chúng ta sẽ vào một cái bài cuối cùng đi. Mình sẽ còn một bài đọc trước khi đến với phần ngữ pháp nhé. Phần ngữ pháp hôm nay rất là hay và mọi người sẽ cố gắng học để đừng bỏ qua nhé. Rồi, các bạn hãy nhìn này. Ôi dồi ôi, dài, phải chữ. A, B, C, D. Trước khi năm mới bạn năm mới đến thì là các bạn có mua một cái cuốn sổ tay mới không? Ừ. Đây có 4 loại sổ tay A, B, C, D. Ừ. Được chưa? Thì cái bài này bởi vì là khi mà chúng ta nhìn trên này nó sẽ hơi khó nhìn đúng không? Nên là mình nghĩ là các bạn nếu mà bạn nào mà download được tài liệu ở trên web á, thì về các bạn sẽ chọn đáp án cho mình sẽ cho đáp án luôn nhá. Được nhỉ? Ví dụ câu số 43 đáp án của chúng ta sẽ đáp án D. Được nhỉ? Đáp án D. Bởi vì là mọi người khó nhìn á, thế nên câu này thì cho. Ai? Xem mình giảm cái này. Ok. Sato-san wa, đây câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 43 nhé. Sato-san wa mainichi takusan yotei o kakimasu. Ookii ji o kaku node, ookii techo ga hoshii desu. À, cái thằng Sato này thì nó muốn một cái gì đây? Một cái techo rất là to, thì nhỉ? Xem nó chọn cái nào? A, B, C, D. Xem mình xem cái techo nào to trong số này. Trong số 4 cái loại techo này. To này nhé. Viết to này, xem nào. Cái này 1 ヶ月 予定ですね 1 ヶ月 タイプ ですね tức là 1 ヶ月 の予定一度見ることができます tức là chúng ta có thể nhìn nó phát bao quát được hết dự định cả một tháng luôn cái này thì đây 予定 見やすいですね chứ không nói gì chữ to cả thứ hai 2 tuần này nhìn nó phát được 2 tuần này đúng không 毎週の予定が見やすい小さいのでポケットが入るよ tiếp theo một tuần 1 週間 2 tuần 1 tuần
tức là có thể là riêng người yo te đa kê đến các ca rất cần yo te hoặc các tổ tổ hồ animas không chỉ có dự định cho riêng mình mà cũng có thể còn chỗ trống để viết được dự định cho người trong gia đình, nó nhỏ nên là cho vào trong túi quần được, đúng không? Đây, ichi ni chi yo te ga takusan kakemasu, viết được dự định của một ngày, đúng không? Rất là nhiều, đúng không? Yo te wo kaku dake de kaku nikki wo tsukatte mo ii desu ne, viết được cả nikki nữa, đúng không? A type, C type yori mo ooki desu. Nào xuống đây. Đây này, A, C là không được, A là C là không được, bởi vì cái này to hơn rồi, đúng không? Thì chắc chắn nó sẽ to hơn cả cái thằng này nữa cơ. Mấy thằng này nhỏ hết, thằng này to nhất. Thì chúng ta sẽ chọn được thằng D và đáp án. Ok. Trái thì là không ai, sợ không ai. Trái thì là lần. Bởi vì nó mờ ấy. Em bảo anh ok không nghe. Rồi tiếp anh làm nốt đi. D đấy chứ, mọi người điền đi chứ còn. Ừ, mọi người điền D đấy, mọi người điền D đấy làm sao. Thế là số 43 này. Ừ. Mà thằng khác không phải thằng Sato-san nữa, mà thằng này là thằng Yamamori-san. Mà Zibon no yote to isho ni Koromo no yote mo kakitai desu, đúng không? Không chỉ dự định cho riêng mình, còn muốn cả gì đấy, muốn viết cả dự định cho đứa trẻ nữa, cho những đứa con nữa. Vậy thì anh ấy sẽ chọn để chỗ nào nhỉ? À, chọn luôn xem nào. Chọn em bị đơ thôi, anh xem thế này này. A, B, C, D. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. C. Đúng rồi, đang chúng ta đang C. Vừa nãy mình vừa đọc xong rồi đúng không? Đấy. Không chỉ cho riêng mình còn biết được cả dự định cho gia đình nữa đúng không? Xong rồi, hết. Owarimashita. Thế anh sao không được phát không mọi người chạy ra hết rồi này? Không đâu. Có bạn có bảo là cô Thanh hay hờn dỗi nhỉ? Đúng không? Ờ. Anh mở hơn nữa phát đi. Sao chẳng thấy có ai like đấy, chán đấy. Ừ. Tại vì anh dạy cái bài cuối cùng á. Có ai like? Có hai người like đã rồi. Hai bây chúng ta sẽ bước ra, anh mở đi. Không mở. Anh bị làm sao đây? Đang đói. Đói cái gì? Ăn một bát mì tôm rồi còn gì? Chả biết bấm like muốn tìm làm cái gì nữa. Mày thì cứ định bấm like muốn tìm mà không học à? Ở đây. Nào đi. Mày bắt đầu làm nhá. Cố lên. Rất là nhanh, đây thuộc phần ngữ pháp của chúng ta. Một mấy, hai mấy nào, nhanh. Câu số 1. Bài này quá là dễ đúng không? Câu số 1 là mấy? Không thấy ai comment đấy. Một nó một, yeah, sai rồi. Cho con. Anh quá đáng rồi nhỉ. Một là hai, yeah. Sai nốt. Không nhưng mà không sai đâu. Đừng nghe có Thành nói linh tinh nhá. Chọn luôn cả hai đáp án đi. Nào một mấy, hai mấy, chọn hai xong rồi cùng chữa một cái để nhanh nào, pass luôn nào. Câu số một mấy, hai mấy. Ờ, nó bảo một mấy, hai mấy mà lại hai, 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 hai. Chả biết cái nào một, cái nào hai. Nào, thì anh cho đáp án gì gớm nữa. Nhưng mọi người đã cho đâu. Sao mọi người không điền đáp án đi à? Nhớ phải điền là một gạch ngang mấy, hai gạch ngang mấy thì người ta mới biết là đây là đang trả lời câu mấy. Đấy, ra bảo đây này, một, hai, hai, một đây này. Đúng rồi đấy, ít nhất phải như thế chứ. Một, hai, sẽ ba năm là này. Một, hai, ba năm. Một là hai. Đúng rồi,
gặp ai là đất ai là đâu đó thì chúng ta dùng từ đế đúng không? Đế hai. Đế. Còn câu số 2 là gì đây? Một shika bởi vì đằng trước có đằng sau nó là thể cố định như là hamburg shika tabida lenakata. Ui giời ơi sai nhá leo leo. Trời ơi cái mẫu mà shika nai bây giờ không nhớ à? Shika nai thì bằng với từ dake nè. Lâm Ngô làm đúng này. Ừ. 1221 này. Ok. 1121 nữa nào. Trương Yên này. Đây là chúng ta đi rồi nhớ chưa? 21. Có phải gì không? Hả? Sao tự nhiên mở kìa? Ừ, sao à. Tự nhiên. Mọi người có xem được không? Để ra xem nào. Tức nào vấn đề là phải đang chạy nhỉ? Vẫn đang chạy mà. 1223 này. Lên đi thu 1221 này. Đúng rồi, đáp án 1221. Chuyển sang câu tiếp theo nhá. Hay, chúng ta bước sang câu tiếp theo nhá. Không phải gì, còn toàn dễ. Tiếp. Chỉ cần nói tại sao là đúng đáp án rồi. Câu số 3, số 4 là 3 mấy, 4 mấy nào? Câu số 3 mấy, 4 mấy? Tắt tiêu hóa. Tự nhiên nó bị mờ ấy. Nét rồi. Đồ đề mộ, đồ đề ni, đồ đề gác, đồ đề cả. Vì chi, hóa ta được tốt ký mà. Cứ đưa mà đi kiểu chì kì mà xô. Đáp án đi cho đáp án đi mọi người. Tao cứ ngồi không nhìn đi. Hay là khó không làm được. Hết mờ rồi đâu nữa. Được rồi, được rồi, được rồi thì comment luôn đi, cũng được rồi mãi. 3 là 4, 4 là mấy? Đến cả 2 chứ. 3 là 3, 4 là 2 kìa, 3 là 3, 4 là 2. Giỏi thế. Lăn loan xuân. Loan xuân. 3 là 4. Lơi xa em này, 1 là 4, 2 là 3. 1 là 4 không? Đây là 3 và 4 đây này, 3 là mấy? 3 là 4, 4 là 3, 3 4 là 3. Rồi. 3 4. Câu số 3 đáp án của chúng ta là Đô Lê. 3 4 3 đúng rồi. Đô Lê Ca, Sen Đô Lê Ca. Đúng nhỉ? Và các bạn hỏi là cái câu này giải thích gì đây? Giải thích lý do vì sao ngữ pháp như này. Chúng ta còn nhớ cái dạng ngữ pháp mà gì nhỉ? Đuôi câu là Wakarimasu hay là Shitemasu mà ở giữa nó nằm giữa câu hỏi không? Là cái nào đúng nhỉ? Suy ra gì nhỉ? Có từ để hỏi chúng ta sẽ cộng với từ ka, ne, ka, đúng nhỉ? Tanaka-san no boshi wa dore ka, đúng nhỉ? Dore ka. Wakarimasu ka? Anh chị có biết là cái mũ của Tanaka là cái nào không? Đúng nhỉ? Trong mẫu câu mà câu hỏi nằm ở giữa nhá. Minasan, zumori wa dare ka shitemasu ka? Đúng nhỉ? Rồi, chúng ta bước sang câu số 4 thì sao? 4 chúng ta có động từ watarimasu, động từ là đi qua đường, là một động từ chuyển động nó sẽ nằm giống như cái động từ ví dụ là sampo suru, agarimasu vân vân. Thì chúng ta sẽ chọn là gì nhỉ? Michi wo wataru là gì nhỉ? Băng qua đường. Được chưa? Rồi. Okay. Hay, rồi chúng ta bước sang câu tiếp theo nha. Hơi nhanh lên để nghỉ nha. 8 giờ kém 15 rồi. Câu số 5 là gì nhỉ? Câu số 5 nào? Câu số 5 mấy nào? Ừ. Hay là hayaku kaisa ni mororanai to kai gi ga hajimarimasu yo. Kai gi. Kai gi desu ne. Kai gi. Hai, kai gi ga hajimarimasu yo. Hai. Hai. 2 jihan made. Made gì đây? 2 jihan made. Chấm chấm. Modorimasu. Các bạn sẽ chọn đáp án nào? Câu này khéo là nhiều người sai đấy. Ủa tự nhiên em thèm khoai lang luộc quá. Câu số 6 này. Sumimasen, eki made chấm chấm, ikeba ii desho ka? Đúng nhỉ? Doushite dono kurai, douyu hay là douyatte? Chọn đáp án nào? Comment nhiều thế. Em chả nhìn thấy comment gì cả, máy của em bị lag á. Này cho em mượn. Rồi. Em đọc cho nó vui nhá. Tao lấy chữ ra. Rồi, HP 5164 xin 51 này. Các bạn mà không điền số câu mấy thì mình sẽ không biết ở đâu. Ngọc Hân 64 này, Hồ Diên Đồng 51 đúng không?
Hay là Tuấn Anh Nguyễn 64 này, Lâm Ngô 5164 đúng chưa anh? Câu số 5 là gì nhỉ? Đáp án của chúng ta sẽ là Nhiều ạ. Đúng rồi, Nhiều ạ. Vì sao ạ? Nhiều ạ, chúng ta nhìn này. Ma đề ni và thêm chữ quá để nhấn mạnh vào. Đúng rồi, để nhấn mạnh. Sẽ quay trở lại trước gì nhỉ? Trước 2 rưỡi nhá, 2 rưỡi. Rồi, các bạn làm rất là đúng này. 51 này, Lâm Ngô này, 64 này. 64 được chưa? Câu 64 thì sao nhỉ? Tôi này quen thuộc rồi. Tôi là thầy kỳ ba, cái mẫu câu này đúng là gì nữa? Có mẫu câu hỏi thăm đúng nào, nên đi như thế nào đúng nhỉ? Đáp án số 4, đúng rồi. Như thế nào đúng không? Do yatte ikebai desu ka? Ăn nên. Nào bây giờ, ví dụ có gì ăn nào bây giờ, làm nào bây giờ. Cách ăn đúng không? Ừ. Đường đi ra làm sao? Rồi, các bạn chọn đáp án rất là chuẩn. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu tiếp theo. Mọi người nhìn câu số 7, câu số 8 nào. Tanaka san mo kaete shimaimashita ka? Ie. Tsukue no ue ni kaban ga oite aru. Mada kaete nai to omoimasu. Quá dễ rồi. Câu số 8 này. Aru? Narika ii nioi? Chấm chấm. Ni. Ne. Sou desu ne. A soko ni kare ya san arimasu yo. Kare ya san arimasu yo. Câu số 7 mấy, 8 mấy nào, ghi vào nào. 7 mấy, 8 mấy. Xong chưa? Chưa có ai rồi. Phương Hàn Nhật, Ngọc Hân, Đình, Bình Hiêu đều là 74 này. Như như 74 này, thế còn 8 mấy nào? Mọi người điền luôn hai câu chứ. Đúng nào? Ờ. 82. Điền đến hai câu luôn. Các bạn phải học giống như mấy bạn N3 ấy, ngồi làm vèo vèo luôn. Còn hôm nay mình 74 thì cũng phải cố gắng vèo vèo luôn nhá. Xin 7482 này, Như Quỳnh 72 này. Ừ. Mai Hương 74 à em? Mai Hương 74 à? Ừ. Rồi. Câu số Huyền Mập 74 này, Như Như 82 này, 7482 Trần Diệu. Chính xác, 7482. Đáp án của chúng ta là 7482. Vỗ tay. Đây. À này. Cái gì đó gá xin mát mùi vị, có cái mùi gì đó thơm đúng không? Có cái mùi gì thơm thơm đấy. Ừ, ta cũng là có thể thấy cái ý như Gassimus này. Ừ. Còn cái câu kia nè, bởi vì trên bàn nó có cái cặp của anh đấy nên là tôi nghĩ rằng ấy chưa về đâu. Ừ, gì nhỉ, nguyên nhân thôi đúng không? Vì thế này, nghĩa câu là kara mà đúng không? Ad kara. Được chứ nhỉ? Sao không điền? Kara được rồi. Đồ lười đi. Hay. Câu số 9. Ok, thì tôi bước sang câu tiếp theo nhá. Đối với chị Hàn này, chị Hàn gì đấy? Chị đọc là gì nhỉ? Gokaku là gì đây? Đỗ. Đỗ. Ừ. Chúc mừng anh đã thi đỗ. Cảm ơn. San kai me no shiken de gokaku suru koto ga dekimashita. Ừ. Hai, câu số 10. Nisai no musuko wa saikin kotoba ga hareseru. Den. Chọn ra đi nhá. 91 nhiều hơn vừa nãy. Nên vừa nãy cả. Ừ, gần 500 vừa nãy. 91 đi hả? Ừ. Mai chữ đề tiếp. Quỳnh 91. Chữ đề như này nhanh hơn. Ừ. Em bảo với anh làm đọc hiểu lâu mà. Thầy Dũng cứ thích làm đọc hiểu. Chữ đề mọi người sẽ học nhanh hơn. Ngọc Hân 91 rồi này. Cái đầu lại 91. Nào điền luôn mười mấy hộp cá anh khổ quá. Mất công một lần đọc. 91 mười mấy. Tất cả đang rất là đắm chiêu suy nghĩ. Lâm Ngô 9112. Rồi, đáp án của chúng ta là mấy nhỉ? Thầy Dũng nhỉ? Anh còn lừa mọi người nữa. Rồi 9112 mọi người nhá. Tại sao 91 và tại sao 12 vậy anh? Nhà tôi là cuối cùng. Ờ, cuối cùng thì tôi đã đỗ. Ừ. Lần thi thứ 3 hay là cuối cùng tôi đã đỗ. Đúng rồi. Dự tổ là suất, kỳ tổ là gì nhỉ? Kỳ tổ là chắc chắn. Chắc chắn. Mốt tổ là gì hơn nữa. Ừ. Và chỉ có mỗi nhà tổ là đúng rồi. Ừ, cuối cùng đúng nào. Ờ. Còn cái mẫu này Yori Narimasta là đứng trước nó là Hanasin. Đúng không? Ừ. Cuối cùng thì đã có thể nói được, à gần đây đã có thể nói được từ nhá, đứa con 2 tuổi đây. Biết nói rồi. Biết nói. Được chưa nhỉ? Rồi. Bây giờ Đan Phượng vẫn 14 thế này. Rồi. Nháp à? Tiếp. Có bao nhiêu câu tất cả nhỉ?
20 câu thôi. Nào thế nhá. Watashi wa sengetsu Nihon e kita. Nanode mada Nihonjin no tomodachi ga anmari imasen. Câu này dễ rồi. Câu thứ hai. Tanaka-san, Wan-san wa Nihon ryori o tsukuru koto wa dekiru n desu ka? Chotto dake de Nihongo no sensei no oku-san ni. Tanaka-san. 11 3. Ừ. 11 3. Mộc Nguyễn này, Như Như này, Thùy Ngân này. 3 11 3 đúng chưa? Đúng rồi, câu số 11 đáp án của chúng ta là 3. Bakari này, Bakari là gì nhỉ? Là vừa mới đúng không nào? Vừa mới tháng nhất. Hạnh cũng vào làm mà em, học N2 rồi còn vào làm N4 làm gì? Tiếp. Đó là số 3 nhá. Còn câu số 12 đó là số mấy đây? Oksan ni đấy nên là chọn cái gì đây? Thầy mẫu còn đây người sai đợi gì? Ta vân vân. Câu này anh cá nhiều người sai. Cá người nhiều người sai. Ừ. 12-2, 12-1 Thành Đạt này, Hướng Nguyễn Nhung 12-4 này. Phải sao? Bình Hie Heo đáp án 12-2 này. Nữa. Phương 12-3 này, Sơn 3 này. Sao lại 1-2-3-4 này đánh sổ số lô tô à? Đấy, đoán chuẩn luôn. Duy 12-2 này, Mai Chi 12-2, Thùy 12-1 này. Đấy. Mai Hương 12-1 này. Rồi. Cứ này nhá. À, cứ để tại. Cứ để tại nhá. Cứ để tại nhá. Cứ để tại nhá. À, ý em thay hả? Ừ. À, nếu mà mình thay hai con này thì các bạn cứ tập con này. Ừ. 12-2 Thảo 11 à 12-1 Xin 12-2 này. Vẫn là đang phân vân giữa 2 và 1. Đấy. 2 và 1 thì nó chỉ khác nhau thì nhỉ, cùng một ý nghĩa nhỉ, chỉ khác nhau cái gì đấy? Cái chủng ngữ thôi mà chúng ta nhìn câu này. Đây. Rồi ní thì phải cái gì? Đấy, ní cho tạo này, ní thì phải cái gì? Hả? Sensei no okusama ni Oshiete. Oshiete. Oshiete moratta. Oshiete itadaita. Được chưa? Còn nếu mà thay thế bằng cá này này, nhớ chưa? Cái gì đó cá này, đấy. Cá thì mình là chọn một được, nhớ chưa? Còn lý thì phải chọn hai, nhớ chưa? Ok. Ừ. Rồi. Mãi câu này vẫn bị sai. Như vậy đáp án của chúng ta là đáp án số 2. Ok. Xong, chuyển sang câu khác. Rồi, chúng ta bước sang câu số 13 nhé. Còn nó liêu thì mà atakai hồ ga oishii desu yo. Atakai desu nhé. Atakai hoga oishii desu yo. Uchi ni tabete kudasai. Chết, từ này khó này. Sameru. Cho đọc được, không đọc được chữ Hán này thì làm sao đi gì được. À hình như là có nhỉ. Sameru, tsumetai, samenai, sameteru. Làm gì có tsumetai? Nó số... À, sametai nhìn nhầm. Sameru là gì đã? Sameru là lạnh. Không phải. Nguội. Ừ, nguội. Đúng rồi. Vì bị mờ ấy. Ừ. Tiếp theo, ano apato wa heya mo semai, yachin mo takai, ninki ga nai. Câu này dễ quá. Tự nhiên bị mờ này, lại bị mờ. Không nhìn rõ à? Sao tự nhiên bị mờ? Thì thôi nhé. Vẫn xem được mà. Không mờ này. Ôi. Lê Hồng Hạnh. Không hạnh làm cái gì đây? Nghĩa là sao? Nét ở đây. Học sinh cứ nhắn tin về sensei ơi này. Em nào đi, em chắc em ngủ rồi. Thôi anh làm đi. Sắp xong rồi còn gì nữa, còn có 5 câu nữa. Gì? Mọi người nhìn thấy chưa? Sắp xong rồi, còn 5 phút nữa là xong rồi. Nhìn thấy gì chưa nhỉ? Vẫn không nhìn thấy à? Nhìn thấy rồi đấy. Mấy nãy anh nhìn thấy được là mọi người. Đầu thầy che mất đáp án. Đấy, chả thấy gì. Đáp án được rồi à? 13, 14. Đây này, 13 là 3, 14 là 1. 13 là 3, 14 là 1. Thầy ơi cất cái đâu. Được chưa?
13 là 3, 14 là 1, 13 là 2, 13 là 3, 14 là 1. Đúng rồi. Ô, chúng ta là cứ chi ní kia là gì có? Trong lúc. Đúng rồi, chứ không phải mua nhà đâu nhá. Ok, một mong câu. Trong lúc, trong lúc đó vẫn còn chưa nguội thì hãy ăn đi, được chưa? À, câu số 14. Cái này như pháp của 13 nhỉ? Xem bài CCC rồi đúng không? Vừa đắt lại còn vừa ở đâu vừa hẹp lại còn vừa đắt nữa nên là gì? Ngữ pháp trong N4 đúng nhỉ? CCC à, diễn tả nguyên nhân đúng nhỉ? Liệt kê. Cái căn hộ này thì phòng thì cũng chật mà nhà thì giá cũng cao nên là không được mọi người yêu thích nhưng kỳ gần lại. Ok. Tiếp. Câu số 15. どうしたんですか?あまり食べてませんね。調子が悪いんですか?いえ、今日は昼ごはんをジャブジャブ過ぎてしまったです。しまったんです。cái từ mẫu 過ぎる là gì nhỉ anh nhỉ? Quá mức đúng nhỉ? Mà cách kết hợp của 過ぎる là động từ thể nguyên à, bỏ mát cộng thêm với từ 過ぎる sẽ là à, làm gì quá mức. Thế chúng ta nhìn này, đáp án sẽ là số mấy nhỉ? Không thể nào mà 食べる, 食べた, 食べてる, 食べる, 食べ, 食べすぎてしまったんです, vì ăn quá nhiều. Ok? Được chưa? Ừ. Rồi, đáp án của chúng ta sẽ đáp án số 1 nhé. Ừ. 2. Tiếp. Chết, mấy câu này khó rồi. Không lấy mấy câu khó này. Nào, câu này là câu chúng ta sẽ sắp xếp thứ tự câu và dịch nhỉ, chọn đáp án nào nằm ở sau nhé. Câu số 16, 宿題が chấm 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 いる. Nào mọi người điền đi. Ừ. Ui chết rồi. Xong rồi đúng không? 宿題が, chỗ này là 散歩này. Ok, 散歩này. 終わったら này, 公園này. Và と思って. Đó. Còn này quá dễ này. Chọn đi xem nào. Veyo to omotte iru. Gợi ý. Làm điền đi. Đó, phải đợi cho mọi người làm đi. Mọi người phải điền hết ra. Ví dụ 4321 là 2314 này. Đây này, 2314 này. Có bạn là 2314 này. 2314 đúng không cô? Chẳng biết. Mời 2314 này. Siêu ăn sức đai gà ô át tà ra, đúng rồi. Đúng rồi, 2314. Sức đai gà ô át tà ra. Cô ấy nó sàn bố xì ô tô một tỷ lực. Xong. Và chính xác. Tiếp theo. Cô số 17. Lý Lý sàn sàn hoa sư hô tô gà. Nani nani. Ichi ni chi mô. Ni hông gô nô. Yasuma zu ni. Isomasu te mô. Dự ý này bằng với lại là này đấy. Này này đấy. Ừ. Ừ. Con này bằng với yasuma này đấy. Yasuma này đấy đấy. Đây, chọn đi, 17. Không biết tên gì mà. Chỉ cần dạy nó to hơn cả mình. Được rồi. Câu số 17 này, 4132, 2314, sao giống nhau? 4231. Trời ơi, đáp án khác nhau nhiều thế. 2314. Chết rồi, 3142. Hồng Hạnh, Lê Hồng Hạnh à. 3142. Rồi, siêu tố gá. Siêu tố gá, siêu tố gá. 1191, Yasuma, Yonoi. Chết. Đáp án á, Lê Hồng Hạnh, sai rồi. Đúng nhỉ? Sự việc là 忙しくても 1日も休まずに日本語の勉強を続けています. Đấy, đúng. Rồi, đáp án sẽ là 4. Cho dù công việc của bạn đi chăng nữa thì 1 3 2 rồi. À, Lisa đúng không? Dù công việc có bận đi chăng nữa, 仕事は忙しくても, dù công việc có bận thì 1日も休まずに, không nghỉ lấy một ngày mà vẫn duy trì việc học tiếng Nhật, 日本語の勉強を続けています. Đúng, cô Thanh thật là giỏi. Yeah.
Thế chưa? Chúng ta còn 3 câu nữa thôi. Cố lên. 18, 19, 20. Con số 18 trước nào. Ngắn quá. Cô tốt xin hộ. Thế tôi con này khó rồi. Con này bộ môn là 3 á. Chắc chắn là sai á. Thế mọi người thử đoán vừa nào. Hô lộ là bằng. Hô lộ dịch cho một câu là bằng. Bằng. Có rất là nhiều nghĩa nhưng mà trong câu này chúng ta sẽ dịch là bằng. Các bạn tự khen mình, ui mình siêu quá. Ừ, có một dịch ra rồi nhá. 2134 nhỉ em nhỉ? 2143. 2143, 2134 nè. 2143, 2143, 2143. Kotoshino fuyu wa kyonen hodo samuku nai. Nó là dịch như nào được không? 2143. Nó là dịch như nào đây? Dịch như thế nào? Mọi người thử dịch xem nào. 3421 sáng 2143. Dịch đi thế nào? Mai Hương dịch như nào? Trang Triệu dịch đi thế nào? Bình Heo rồi dịch đi thế nào? Thái Lê Gia Bảo Đúc Sản dịch là chưa dịch ngoài dịch 2143. Nên 2143 nhưng mà dịch như thế nào? Thầy cho đáp án này. Mùa đông năm nay không lạnh bằng mùa đông năm ngoái. Rồi, được. Đâu, em không thấy. Anh chưa thấy. Vân dịch cái này, Huy Phạm dịch cái này. Tiền chạy mất rồi. Mùa đông năm nay, đúng rồi. Kotoshi no fuyu wa kyonen hodo samuku nai desu. Đúng rồi, samuku nai. Cái này chính là ngữ pháp ở trong tờ 3 nhá. Câu này, như mọi người thấy không? Đôi khi trong tờ 4 nó cũng bê cả kiến thức của tờ 3 xuống, đúng không nào? Chúng ta có một mẫu là gì nhỉ? A wa b hodo chấm chấm nai, tức là a không bằng b, đấy nhỉ? Ví dụ thầy Dũng không sinh bằng cô Thanh sẽ là gì nhỉ? Dũng sensei wa Thanh sensei hodo kirei dewa nai, đấy nhỉ? Hay là thầy Dũng không thông minh bằng cô Thanh sẽ là gì nhỉ? Dũng sensei wa Thanh sensei hodo atama wa yoku nai, được chưa? Đó chính là câu, một trong những câu thêm so sánh của chúng ta nhá. Rồi chúng ta bước sang câu số 19, các bạn điền đáp án mấy nhỉ? Sắp xếp như thế nào đấy? Mùa đông năm ngoái lạnh hơn năm nay nào. Không bàn được chưa? Ok. Đấy các bạn dịch như này thì các bạn khác dịch sai thì tham khảo. Tiếp theo. Chugi no kaigi. Chugi no kaigi. So đó, 2週間後. 2週間後. Đấy. Hirakareru. Rồi 19 này, Thu Lê 1 2, 1 4, 3 19 4, 2, 1, 3 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 Giặc Nguyễn 4, 1, 2, 4 này. Đi Con nó cay gì quá. Chắc chắn là 2 đứng đầu rồi đúng không? Chứ nó cay gì quá. Chứ nó cay gì quá. Đúng không? 次の会議は 2週間後 に開かれます. 開かれます。あ、どうは? Ừ. Thì đã xong rồi. 2 1 4 3 nhé. Nghe nói là cuộc họp tiếp theo thì sẽ được tổ chức vào 2 tuần sau nhá. Đúng không? Sao lại được mở sau 2 tuần nữa? Được mở vào 2 tuần tới, sau 2 tuần. Ừ, sau 2 tuần nữa. Ok. Rồi. Sao rồi. Tiếp theo. Nốt câu cuối cùng nào, nốt câu cuối cùng để nghỉ nào, gần 500 anh em. Cảm ơn các bạn. À, tôi chỉ có 1 câu còn lại thôi. Hai. 20 ba. A là, hôm qua, buổi tối là mưa rất là to đấy. Yeah. A, sao thế? Sáng là nắng rồi. Hôm qua là mưa rất là to đấy. Hôm qua là mưa rất. Số 20 không phải 1 bắt đầu. Cố lên. Cố lên mọi người ơi. Nốt câu cuối nào. Anh lại đồng để xem một lần qua. Thực
ra là hôm nào giờ học của cô Thanh thầy Dũng cũng đông mà. Dạ. 10.000 học sinh xem mà. Ok. Hôm nọ 40.000 học sinh xem mà. Là 2, là 3. Ừ. Thì năm tuần này sẽ học N3 đấy nhá. Ừ. Mà N3 thì các bạn đông kinh khủng mọi người ạ. 1, 4, 2, 3, 1, 2, 4, 3. Hôm trước like N3 một buổi mà gần 2.000 người lại. 1.800 người, 1.900 người. 1, 4, 2, 3, 4, 2, 1, 3. 1, 4 hay là 4, 2 đây? Hay là 4, 1 đây? 1, 4, 2, 3. Anh chọn đáp án đi nha. Sáng nay, bởi vì nó vẫn còn nắng nên đã tôi đã đến đây mà không mang theo ô. Kasao motanai de ne kite shimaimashita. Tôi đã đến mà không mang theo ô. Kasao motanai de kite shimaimashita. Câu này nhắm mắt cũng điền được. Được chưa? Được là 1, 4, 2, 3. Đúng rồi. Rồi, hơn 1 tiếng rồi đấy. Hết rồi. Đấy. Rồi, hôm nay bài giảng của mình thì kết thúc ở hai phần. Thứ nhất đó là phần đọc hiểu và thứ hai đó là phần ngữ pháp như này. Thì trong cái chuỗi livestream hàng tuần có 4 buổi của N3, N4 đúng không? Thì tuần sau mình sẽ còn một buổi chữ đề tiếp. Chữ đề tiếp như này nhé, mọi người thích chữ đề như này hay làm đọc hiểu hơn? Tuần sau cho chữ đề cả chô cai luôn. Em không ủng hộ làm chô cai trên livestream đâu. Thì thôi. À, em chỉ ủng hộ làm bài ngữ pháp hoặc là kanji như này sẽ rất là nhanh. Đọc hiểu rất là mất thời gian. Mà cho cai thì bởi vì đôi khi mạng nó chập chờn nên mọi người sẽ không nghe được. Có bạn tô sáng mà khó hơn tí đi anh chị ơi. Khó hơn tí á. Hôm nay N4 thì làm sao mà mình làm khó được không, đúng không nhỉ? Đây là nó đúng với cái mức độ dành cho các bạn N4 rồi nhá. Còn nếu mà muốn khó hơn thì chúng ta hãy chờ sang thứ 5 mình sẽ cùng nhau live về các bài tập trong N3. Thứ năm thì lúc nào cũng thời gian cũng như thế. Ừ. Hình như có cho đề gì nhỉ? Cho đề trái biết rồi. Mỗi mọi người up lên chưa? Rồi bây giờ thôi, trước khi nghỉ ngơi, ăn cơm, đi ngủ thì ấn like xong rồi đi ngủ đi. Đi đâu đi. Đấy. Nào ơi. Ôi chia sẻ nắng. Thế. Nó lên chia sẻ thì nắng không hot lắm nhỉ? Tạm tạ. Không hot bằng em nhỉ? 9 này, 9 tháng 11 này. Ok. Tài liệu sẽ được update vào. Hay. 9 tháng 11. Ở thế đầu mùng 8 thì mình sẽ update ra. Chiều nay lúc mấy giờ? 7 giờ. 7 giờ. Hôm nào sẽ 7 giờ. Mà mình hỏi trong số các bạn có bạn nào mà đang có nhu cầu làm về IT không? Bởi vì Dũng Mori bây đang tuyển nhân viên IT á. Để phụ trách quản lý mấy cái trang web của mình, 3 dự án. Nhưng mà đang tuyển mãi chả được. Tuyển thì nhờ tuyển thì tuyển các bạn sau này sẽ có nhu cầu đi Nhật á. Làm việc ở Tokyo, văn phòng của Nihon Konomori ở Tokyo. Thì nếu mà các bạn có bạn nào mà có người quen mà muốn giới thiệu làm ở Dũng Mori chẳng hạn, đúng không nhỉ? Thì các bạn hãy giới thiệu vào đây nhá. Làm về mấy cái điều kiện các thứ mình cũng nói trên web rồi đấy. Đây là nhân tiện thì quảng cáo để mua siêu thêm một chút thôi, chứ không có gì cả. Hay rồi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây thôi nhá. Có muốn nói chuyện tâm sự gì nữa không? Hết rồi, mọi người nghỉ hết rồi này. Sayonara thầy cô giáo xong rồi nghỉ luôn rồi này. À vừa nãy mình đang nói là thầy Dũng ở cuối cùng sẽ có một tiết mục đó là múa hát trong khoe bụng đúng không nào? Xin mời thầy Dũng hãy cởi đứng lên cởi áo và hát một bài tặng các bạn nào. Hay, bây giờ mình sẽ hát một bài Doraemon. Thôi chán lắm. Chán đây rồi. Anh suốt ngày Doraemon. Thì hát Doraemon. Bài Despacito. Despacito. Ok, thôi mọi người nghỉ nhá, không cần phải. Despacito của bánh mẹ nhá. Xem vào đâu. Đi. Từ đây ta đến bến xe Mỹ Đình bao nhiêu? À mà đi từ đây mà ra tận tới Mỹ Đình à. Hài nè. Anh đang tắt đi. Chứ mà chết nó thế không có tiền đi đâu. Đắt cái mẹ cháu mày đi thằng khác còn đắt hơn. Oh yeah. Ông khủng quá. Ôi ôi đi rồi.